Đây sẽ là một video dành cho các bạn sắp làm dâu, làm rể miền Bắc. Một vấn đề mà mình biết chắc chắn rằng các bạn đang băn khoăn. Một lễ hỏi đầy đủ theo phong tục của người miền Bắc thì sẽ gồm có những bước nào? Hãy cùng mình khám phá trong video sau đây nhé. Xin chào, mình là Hằng từ Video Wedding. Bước đầu tiên là chuẩn bị trước lễ ăn hỏi. Ở lễ dạm ngõ, sau khi hai gia đình gặp mặt và nói chuyện sẽ thống nhất trong lễ ăn hỏi sẽ bao gồm bao nhiêu tráp. Theo phong tục miền Bắc, số tráp sẽ là số lẻ, thường là 5, 7 hoặc 9. Tương ứng với số tráp thì bên nhà trai chuẩn bị số nam bê tráp và bên nhà gái phải chuẩn bị số nữ đỡ tráp. Đội hình hai bên gia đình gồm trưởng đoàn, có thể là người trong gia đình hoặc người thân quen có khả năng ăn nói, ông bà, bố mẹ, người thân, đội bê đỡ tráp. Trước khi sang nhà gái thì mẹ chú rể sẽ chụp hình với mâm tráp cũng như là chụp hình với đội bê tráp. Đội hình bê tráp sẽ sắp theo thứ tự, đi đầu quan trọng nhất là tráp trầu cau, rồi đến rượu thuốc, hai tráp rồng phượng, rồi đến các tráp thấp. Đến giờ đã chọn thì gia đình nhà trai sắp xếp lại đội hình bên ngoài cổng gia đình nhà gái và đi vào nhà gái theo thứ tự. Đi đầu là trưởng đoàn, ông bà, bố mẹ, chú rể, đội nam bê tráp và cuối cùng là các thành viên liên quan. Sau khi đến nhà gái, sau màn chào hỏi thì các đại biểu quan khách, ông bà, bố mẹ sẽ vào trước. Đội bê đỡ tráp sẽ trao tráp cho nhau và cùng đi vào sau với chú rể. Đội bê tráp nam và đội đỡ tráp nữ sẽ trao phong bao lì xì, trả duyên cho nhau. Các phong bao này do hai nhà chuẩn bị. Nhà trai sẽ chuẩn bị phong bao và đưa cho đội nam. Nhà gái sẽ chuẩn bị số phong bao tương ứng, đưa cho đội nữ. Số tiền trả duyên có thể được hai nhà thống nhất trước hoặc tùy điều kiện mỗi bên gia đình. Đội bê đỡ tráp sẽ bê tráp vào đặt ở nơi làm lễ theo đúng thứ tự như hình. Tráp trầu cau ở giữa và tráp rồng phượng hai bên, tráp cao ở trên và tráp thấp ở dưới. Sau khi đội đỡ tráp sắp xếp tráp lên bàn để tráp gọn gàng, gia đình hai nhà sẽ cùng nhau ngồi uống nước và nói chuyện. Đầu tiên, gia đình nhà trai sẽ giới thiệu các đại diện gia đình nhà trai trong buổi lễ. Để đáp lễ, đại diện nhà gái có đôi lời phát biểu và giới thiệu đại diện của gia đình. Đại diện nhà trai sẽ phát biểu lý do và giới thiệu về các tráp mà nhà trai mang đến. Đại diện nhà gái đứng lên cảm ơn, nhận lễ ăn hỏi của nhà trai. Mẹ chú rể và mẹ cô dâu sẽ cùng nhau mở từng tráp. Mẹ chú rể sẽ trao từng tráp cho mẹ nhà gái trước đại diện hai bên gia đình. Sau khi gia đình nhà trai thưa chuyện và nhà gái nhận lễ, nhà gái sẽ lấy mỗi tráp một ít đồ lễ, xé tay không dùng dao để mang lên thắp hương ông bà tổ tiên. Bố mẹ cô dâu sẽ đi cùng chú rể mang đồ lễ lên phòng, đón cô dâu rồi cùng lên thắp hương. Đặc biệt, trước khi chú rể lên đón, cô dâu không được xuất hiện trong lễ ăn hỏi. Cô dâu sẽ xuống chào hỏi mọi người và cùng chú rể rót trà mời hai ông bà, bố mẹ hai bên gia đình. Cô dâu rót trà mời ông bà, bố mẹ chú rể và ngược lại chú rể rót trà mời ông bà, bố mẹ cô dâu. Sau khi cúng ông bà tổ tiên xong, hai gia đình sẽ thống nhất một ngày đẹp để tổ chức đón dâu và lễ cưới. Trong thời gian đó, cô dâu chú rể mời nước họ hàng hai bên và chụp ảnh lưu niệm cùng mọi người. Kết thúc lễ ăn hỏi, nhà gái sẽ chia đồ lại quả cho nhà trai và trả lại các mâm tráp. Lưu ý, khi chia đồ lại quả không được dùng kéo cắt mà phải xé bằng tay. Đồ lại quả phải là số lẻ, nắp tráp không đậy nắp mà nắp tráp sẽ lật ngược lại. Sau khi gia đình nhà gái trao đồ lại quả cho gia đình nhà trai và nhà trai xin phép ra về. Sau khi đã kết thúc lễ ăn hỏi, gia đình nhà gái sẽ tổ chức bữa cơm thân mật để mời tất cả các thành viên có mặt trong lễ ăn hỏi. Nếu gia đình nhà trai ở xa, nhà gái có thể cân nhắc mời nhà trai ở lại cùng ăn bữa cơm này. Tuy nhiên, việc này phải được thống nhất và xin ý kiến nhà trai từ trước để gia đình nhà gái có sự chuẩn bị và tiếp đón được chu đáo hơn. Đây là tất tần tật các nghi thức của một là lễ cưới hỏi đầy đủ theo phong tục của người miền Bắc. Mong rằng qua video này, Video Wedding đã phần nào giúp cho các bạn hình dung ra được một buổi lễ hỏi hoàn thiện để các bạn có những chuẩn bị chu đáo hơn, đầy đủ hơn cho sự kiện trọng đại này. Nếu cảm thấy video này hay, hữu ích, đừng quên nhấn like và subscribe cho kênh Video Wedding để tụi mình có thêm nhiều động lực làm thêm nhiều clip hay nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.